Xin chào các bạn đã quay lại với channel của mình. Thì tình hình đây là walkthrough The Witcher 2 do mình làm, Ibo Sonja. Thì tình hình là trong tập này chúng ta sẽ thực hiện nốt các quest như là The Endra Contract, The Necker Contract, The Malina và một số quest như là Inclaus, The Madness. Bốn quest này hao chúng ta cần tiền đấy các bạn ạ. Ok, vì mình đang chơi normal mode rồi chuyển sang hard mode thì cũng không thể chuyển sang cấp dark mode được, đâm ra chúng bạn hãy đến chỗ cái bảng notice board này để mà lấy hết tất cả những cái quest dí trên bảng. Bây giờ chúng ta sẽ đi làm quest. Thì các bạn nên nhớ, vì mình đang chơi chế độ này không thể chuyển sang cấp độ dark hay insane được, nên mình không thể rèn những bộ giáp cao cấp nhất của game mà mình buộc phải bỏ giáp theo kiểu normal. Bây giờ mình sẽ cố gắng rèn bộ Kraydan. Kraydan yêu cầu chúng ta là 14 mảnh Rubis Cloth. À đúng rồi, các bạn nhớ lần trước chúng ta thực hiện quest John Trouble, chúng ta có nhặt được cái chìa khóa. Rồi. Đây, Buddy Hideout Key. Mình chỉ các bạn cách sử dụng nơi để mình sử dụng cái chìa khóa này. Bây giờ thì chúng ta cần 14 mảnh Rubis Cloth, 6 mảnh Hardened Leather. Bây giờ chúng ta sẽ mua hàng. Mình đang có sẵn bao nhiêu rồi? Đâu rồi? Mình có 17 mảnh Rubis Cloth rồi, bây giờ cần bao nhiêu? Đâu rồi? Cái Hardened Leather đâu rồi trời? Nói chung là mua hết đồ ở đây là bạn là mình vừa đủ đồ rồi. Những món này trong thực sự cần thiết để rèn ra Kraydan, Kraydan Armor thì có thể mua được từ ba nơi. Nơi nhất chính là nơi mình đang mua đây. Nơi thứ hai là chỗ thằng cha mà chúng ta đã chơi xuất sắc để lấy được cái đầu của Control đấy. Nơi thứ tư là nơi thứ ba là nơi này, là thằng cha này nè. Đó, là đứa ngay đây. Lão cũng chế cả, bán cả công cụ kia và cái công thức để rèn ra Rubik Cloth và Hardened Leather. Craft me an item. Rồi, rèn. Và bây giờ, sau khi xong xuôi rồi chúng ta sẽ mặc bộ giáp Kraydan vào và thẳng tiến đi thực hiện quest. Và mình sẽ làm ra kế là cái kiếm normal bình thường, normal khá tốt trong Steel Sword, khá tốt trong màn chơi này. Đó là cái kiếm Zatch Blade. Mình đã đủ những công cụ rồi, mình chỉ cần răng của con Endra mà thôi. Vậy nên bây giờ chúng ta sẽ thực hiện quest Endra Contact. Để khi kết thúc nó, chúng ta tiện tay chế luôn cái kiếm Jack Blade. What's that supposed to mean, damn it? Is he organizing some international trip? Demoven's dead. Ah. Now if you don't mind, can we get down to business? Nếu mà cảm thấy mình cần chế ra những món item sau này được đều cần Rubik Cloth và Hardened Leather thì các bạn có thể mua công thức để chế tạo ở đây. Không quá mắc. Ok, chúng ta sẽ quest Endra Contact. Thực tế là yêu cầu là chúng ta phải tìm hiểu kỹ hơn về cuộc sống của một con Endra để biết là cách nào để tiêu diệt ngăn bọn chúng tồn tại thêm ở trong khu rừng ngay bên ngoài Flotsam. Để làm sao để tìm hiểu về cuộc sống của chúng, bạn cứ đơn giản là giết chúng thật nhiều là được. Giết chừng 10 con gì đó thì sẽ bắt đầu hiện ra cái yêu cầu là tìm ra mấy quả trứng của Endra, giết nó để dụ mấy con nữ hoàng ra, con Endra Queen ra để diệt nó. Khi diệt xong Endra Queen thì sẽ không còn Endra xuất hiện trong khu vực này nữa. Thực ra trong rừng nó vẫn còn nhưng mà nói chung quét thực hiện được rồi.
Trong khu rừng thì chỗ để tiện Enra, thì bạn đi cái lòng vòng đó một chút rồi bạn sẽ thấy toàn Enra. Nhưng vấn đề Enrega chứ Enra, nó là mấy con nhện đấy, mấy con nhện khổng lồ đấy. Nhưng vấn đề ở đây là gì? Mấy quả trứng của mấy con nhện khổng lồ này khá là rắc rối để tìm, nên mình không thể chỉ được trước cho các bạn. Nên lỡ mình có lạc lung tung thì bạn đừng trách mình nhé. Và chế tạo một ít thuốc đi, vì đánh nhau với con Queen khá là khó nhận. Nó phun độc cực kỳ kinh. Nhưng nếu các bạn thích chống độc thì chỉ cần rẻ, bạn có nhớ cái potion chúng ta chế tạo khi đánh nhau với con chuẩn bị đánh nhau với con Keran không? Potion Upmost nó tăng 2000% khả năng chống độc cho chúng ta. Mang vào rồi chúng ta đếch sẽ độc nữa. Rồi nào, khu này sẽ mấy con Enra đây. Guess they'll never learn. Yo. Sau khi thực hiện xong quest, Enra contact. Rồi các bạn thực hiện luôn quest Necker contact. Thì khi bạn quay về thành, chúng ta sẽ luôn cái kiếm Zatch Blade và cái Robust Silver Saw cấp cao hơn cái kiếm Silver Saw hiện tại của mình. Đấy, đó. Và nó sẽ bảo chúng ta tìm và phá hủy những trứng của con Enra và dụ nữ hoàng của chúng ra. Bạn nên nhớ quả trứng này là hình có một cái bọc màu trắng, lại gần nó có nút, nó có bảo open, mở nó ra sẽ có mấy quả trứng nhỏ bên trong, bạn chỉ cần chém bể là xong. Thường thì quả trứng Enra xuất hiện thường là một, chúng ta cần tiêu diệt 6 quả, 3 cặp, 3 quả một cặp, 3 quả một khâu. 3 quả đó thường ở gần nhau, bạn tìm thấy một quả thì tìm thấy nhiều quả còn lại thôi. Giết 3 quả sẽ xuất hiện một con Queen, con nhện khổng lồ, nữ hoàng nhện khổng lồ. Khi con nó chui ra, bạn chỉ việc đâm kiếm vào người nó là xong. Nó như vậy thôi chứ mình chết nhiều lần lắm. Còn bây giờ mình bị nhiệm vụ chính là đi tìm mà thôi. Và thôi tiện mình dẫn các bạn luôn, và đi xuống dưới đây. Chúng ta sẽ đi mở cánh cửa mà cái hideout, ban đi theo khi cần. Đi sang phía bên kia khu rừng, băng qua những cái khu đổ nát này. Các bạn đi vào buổi tối sẽ gặp khá nhiều sinh vật với bạn ở đây đấy. Ô, oh, có hai anh, ba anh ra đón kìa, ghê. Sagnum. Ngon. Ủa đâu ta? Từ đây, từ chỗ này chúng ta đi thẳng tới lòng khu này thì bạn sẽ thấy một cái căn tròi nhỏ. Nằm một khu nằm thì mình quên mất rồi. Trong căn tròi nhỏ đó có hàng nóng. Trời, sao mỗi lần mình đi tìm đồ lạc cái trời, y như ngoài đời, mình đi cũng hay lạc.
Oh, đây rồi. Cần bảy nha. Ai về lù. Ra đây, ra đây, ra đây. Oh, 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 oh. Cả chớn. Counter kill. Good, 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 good. Lượm tí đồ đã rồi đi. Chỗ này sẽ có một cây kiếm, có hai lỗ để ép ngọc. Đó, nào đó. Spurt Cutlass. Vãi thật. Rồi đi về. Ơ hay cái này. Rồi chúng ta đi về và tìm cho bằng được 3 chiếc trứng của con Enra. Không biết khúc nào trời. Ôi về lù. Bà cứ đi lang thang khắp khắp khu rừng này, chắc sẽ tìm ra thôi, vì nằm xuống khu này thôi. Ở mùa hè. Mình vô dụng thế sao? Tìm có mỗi mấy cái này thôi, tìm không ra. Chật chật. Thì vì mình quên nhắc các bạn luôn là các chế độ như Dark sẽ có rất nhiều item khủng, nhưng mà chế độ thông thường không cho phép. Vậy nên nếu các bạn tiếc thì mà lỡ chơi Normal hoặc Hard rồi thì cũng đừng lo. Vì thực tế khi bạn chơi cấp độ Dark hoặc Ascent thì sức mạnh của quái vật là vô bờ bến, nên những món item khủng của nó sinh ra để hợp lý vào thời điểm đó. Chứ thực tế các bạn rèn những bộ giáp thực sự mạnh ở thời điểm Normal Hard thì nó cũng là cho bộ giáp khủng của chế độ này rồi. Và quan trọng hơn, khi trong quá trình chiến đấu các bạn phải chú ý là né thường xuyên nhé. Như Normal các bạn có thể tank được, nhưng mà thực sự từ Hot trở lên thì né và đánh tầm xa phải sử dụng một cách hiệu quả. Và tiếp theo là cố gắng nhớ map, những cái map bạn, những cái khu nào bạn từng đi qua nhưng mà chưa đi qua, để đừng có để bị lạc như mình. Chết tiệt. Đừng có để đuổi theo bố nữa, không có tiền cho con ăn đâu. Này thì hạ mồm ra chơi bố. Choo!
Giết cả chục con mà chả biết được nào một lần nữa, trời ơi. Ai mới tiền thì nhớ nhặt kỹ mấy cái Endra teeth, răng của Endra này để mà bạn còn có thể rèn được cái Rage Blade. Ok, kìa, rồi đây mấy quả trứng của con Endra. Ngon. Rồi, save game lại. Thật gì vậy? Sao không nghỉ ngơi được? À, có địch, có địch. Cho ta nghỉ ngơi tí đi. Đừng có xông tới chỗ ta nữa. Được cho ta nghỉ được chưa? Chịu hết nổi rồi tụi bay ơi. Nhưng sao chắc là này thu hoạch được nhiều Endra thế. Thích đây. Răng của Endra. Bây giờ cái vòng tròn xung quanh map mà hết đỏ thì tụi nó mới ngồi thiền được. Đánh với con Queen không có đơn giản đâu nên phải cẩn thận với máu me một chút. À quên, mình có nhắc luôn, những thứ nên mang theo khi đánh nhau với Queen đó là bom. Yaden và Silver Sword đã cộng thêm 20% sát thương. Tại sao? Yaden có thể kiềm chế được chiêu thức của con Queen. Bóng có tấn công tầm xa một cách vô cùng hiệu quả, hoặc là Interrupt, tức là ngăn cản nó thực hiện chiêu thức. Kết hợp tốt thì bạn có thể đánh con Queen một cách khá dễ dàng. Rồi nha. Rồi nào. Chế grip shot với cả là cái Golden Oreo. Cái này chế thêm một ít cái nào. Các bạn nhớ phải chuẩn bị kỹ nhé, đừng coi thường. Vì trận đây là khá khó khăn đấy, đặc biệt nếu bạn là chơi hot trở lên thì trận đấu với con Queen cực kỳ khó nhằn. Nếu bạn không muốn thuốc độc chống độc vào thì lúc nó phun độc lúc đó cũng là cả một vấn đề đấy các bạn ạ. Nhét một bình Mongo vào thế là chúng ta có 2000% chống sát chống độc, thế là tha hồ mà chiến. Đây, đi mở quả trứng thôi. Guess they'll never learn. Rồi. Tiến thêm quả nữa. Đủ 3 quả là con nhện khổng lồ xuất hiện liền. Rồi, Ian Igni. Bom bom. Và chuẩn bị nhìn con đó. Liệng nang, liệng hàng, liệng hàng, liệng hàng. Điện hàng. Rồi.
Còn xíu nữa thôi. May mà nó đang tập trung vào con kia đỡ. Cái hàm siêu khỏe của nó có thể cho bạn một cú đếp lâu chết ngay vào chỗ đấy. Trời ơi, sao mà lâu thế? Goodbye. Giờ ta nhặt xung quanh và tìm thêm một cái Kendra Kokon nữa. Con này cho nhiều đồ vãi. Lâu quá. Ở đâu vậy ta? Lúc mình cần tiền thì không, nó chạy đâu hết trơn à. Khổ não tôi thiệt á. Tại sao cơ chứ? Tại sao tôi phải chịu cái cảnh này? Được lắm cái chưa? Hãy cùng ta chiến đấu, hãy cùng đâm cái kiếm vào đó. Rồi, đây chính là nơi để mà chúng ta có thể đánh nhau với con Enda Queen. Nhặt hết đồ xung quanh đi, sell game lại rồi chuẩn bị chiến. Goodbye. Mở cái bình tiếp theo. Tập trung không thể nhìn nổi trận đấu với con này. Thực tế chứ là chỉ cần đỡ, tập trung đỡ, tấn công, đỡ, tấn công, né sang hai bên, vì chiêu hất cầm của nó khá là nguy hiểm và gây rất nhiều sát thương. Để biết trong phần dark mode hay là insane thì sát thương còn gây ra còn lớn hơn.
chúng ta không sợ độc đâu, nó cứ để nó phun độc thoải mái. Tự bom tới tấp. Thế là chúng ta đã làm xong. Bây giờ nhiệm vụ chúng ta sẽ quay về thành phố Flotsam để mà nhận lấy phần giải thưởng. Nhưng tại sao phải quay về đó? Chúng ta vẫn còn một quest ở ngoài này là Necker Contact. Bây giờ bạn hãy tìm, bạn sẽ có quest là tìm hiểu về đời sống của bọn Necker. Và bạn tìm hiểu thì có 4 chỗ trống chính trong tổ của 4 của bọn Necker. Thì bọn Necker thì sao? Bọn chúng lang thang khắp cả khu rừng này nhờ vào hệ thống đường hầm trong dưới lòng đất. Bạn sẽ dùng xe bom Gripshot để cho nổ nắp mở của đường hầm. Đó là cách để ngăn bọn chúng trò trôi lên mặt đất. Nhiều lúc thế này lại buồn. Đã. Chờ xí sắp nổ rồi. Ngon, còn một cái nữa. Cái việc chơi ngu nhất của mình đó chính là uống bình két, đâm ra bây giờ chả nhìn thấy cái đét gì hết. Chắc lựa thế mà giải cái potion két ra nhìn đường trời cho dễ. Nói chung cái vụ này của mình là đi tìm ra cái bình thứ 4 và cái cổng vũ nó nằm ở đây. Chờ một xí. Biến dây nguy hiểm chứ từng hạt gạo.
Rồi, tụi bây giờ dài thế, cái tổ bị sập rồi mà. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ đi lấy giải phần thưởng từ thằng cha giao việc nhiệm vụ cho chúng ta. Thằng cha mà chuyên dán mấy cái buster mà tiện thể thành thêm một face quest nữa của Mystic River. Ôi buồn ngủ quá. Bây giờ chúng ta sẽ quay về làng nhận giải thưởng. Rồi quay ra, bên ngoài rèn được cái rèn cây Witcher so với cái Jack Blade. Thế là ngon. Là trong màn này chúng ta bá đạo luôn rồi. Nhà thằng cha trưởng xóm cũng gần đây thôi. Trước khi nói chuyện với lão, bạn nên nhớ sell game lại nhé, vì chúng ta sẽ phải sử dụng đến phép SC. Why is every out to kill the troll? Any idea why Lurido put a price on the troll's head? Commandant Lurido has Flotsam's welfare in mind. Mm-hmm. But the troll tends to the bridge, keeps it in repair. Not likely. To start with, that's a dangerous beast. In addition, he pays no taxes on the tolls he collects. I solved your worm problem. I believe you, but the Commandant... Are remains proof enough? Quite. Here's your coin. Rồi, phát nữa. I've brought some Necker remains as proof of... I know what they prove, Witcher. The reward is yours. Okay. Giờ còn việc nữa. Sell game lại lần nữa cho chắc nhé các bạn. Giờ chúng ta sẽ hỏi về vụ cái hộp và mailbox. On your desk. Is that a drop box for the Royal Post? Yes, I am the local Royal Postmaster. One of my many responsibilities. Would you mind if I looked inside? Tỷ lệ thành công khá cao nhưng mà bạn cứ xem lại cho chắc. No problem. Enjoy your reading. So long. Rồi, level up luôn. Ngon. Giờ chúng ta sẽ đọc sơ qua cái mail của anh cha Captain nơi ở chỗ cái thuyền bị sập mà chúng ta lần trước có xem qua đấy, mà nhặt được cái khởi đầu quest Mystic River đấy. Oh well. Where the hell in Flotsam will I find a drop box for the Royal Post? Đó, ông bây giờ thì cập đến việc giao nốt mấy cái đồ ở đây. Bạn kiểm tra đồ bên trong, đọc sơ. Xong rồi các bạn nhét, ôi trời, nhét cái lá thư vào bằng phím phải. Phím trái chứ. Phím phải. Xong. Còn phase quest sau thì mình sẽ nhắc sau. Bây giờ chúng ta đi ra về chính thôi. Làm quest In Claw of the Madness. Lại là một quest có multiple choice. Mấy
mấy vũ khí vớ vẩn này bạn thích nhặt nhặt thích nhặt thì thôi, mình nhặt mang đi bán nhưng mà nặng người quá. So long. Có lộn nói chuyện thằng cha này hoài. Ôi về lù. Hay rất buồn vì có một số cảnh ấy trong này mình không thể cho các bạn xem với full HD được. Vì có hình máy mình khao không nói. Video này ra còn lúc còn lâu cũng vì gia mình tốn khá nhiều thời gian để edit và quay. Sau này mình sẽ cố gắng hạn chế về việc lâu la như vậy và sẽ tăng tốc video lên, kéo cái box The Witcher của mình nguội mất. Đã thế là còn sắp ra Dark Souls 2 nữa. Ok, đi thôi, đi thực hiện quest The Claw of Madness. Bệnh viện mà. Chu 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 chu. Rồi, sau khi bỏ một chút thời gian ra mình nghiên cứu rèn đồ cái thì mình đã có được hai cái kiếm mới của Witcher và chúng ta bây giờ thẳng tiến đi thực hiện quest Inclop Madness. I'll be damned. À thì tình hình cái cuộc Inclop Madness sẽ là một câu chuyện kể về hai thằng khùng nào đó vốn là một lính ở một chiến tranh ở Nifgar. Qua nhiều thì vấn đề về tai nạn này kia, nói chung bọn đó là lỡ tay làm cho bệnh viện nó tan tành. Những hồn ma bóng quế ở đó ám lại nơi đó. Chúng ta có trách nhiệm lần này là để giải cứu thằng cha, hai thằng cha đần độn đó. Và để cả gỡ bỏ lời nguyền cho bệnh viện. Finally, I thought I was done. Cho các bệnh viện ma đó. Có hai lựa chọn. Một là khiến cho bọn nó bị trừng trị. Hai là các bạn phải giúp hai thằng cha này thoát khỏi đó bằng cách giết chết con ma ám ở chỗ đó. Nhưng hai cái thằng lợn này tốt nhất là cứ cho nó bị trừng phạt đi. Nhưng đó là lựa chọn các bạn. Mình không có quyền can thiệp vào việc đó. No sign of herbs, but there was something downstairs. Something. What's that? Can you hear it? That's Grindley's dog. Feel that? Something approaches. Help us! Damn monster! Với sát thương sức mạnh bây giờ thì mấy con này chả là cái thá gì? Bồi ít Weston vào vậy. Con chó chết rồi, tội nghiệp quá. Nhưng ở đâu thì mình không biết. Oh oh wow wow wow. Dám mò xương tờ. Rồi, các mặt vòng ra bên này. Bên này chứ gì. Ôi. Khúc nào gì mình quên đi, mất tiêu rồi. Cái cầu thang nằm ở đâu? À, hình như là đúng rồi, đi đường vòng sang bên này. Đó, đi xuống dưới. Khoan, xử lý hai con này đã. Nó phải chết. Chết. Tết đi mày, tết đi. Cơ chế chuyển đổi ánh sáng giữa hai bên nó có vẻ hơi lạ. Rồi chúng ta sẽ gặp được hồn ma bóng quế ở khu này. Trong khu này thật ra quest này có những món item cũng can trực tiếp đến quest Returning Memory của ông Witcher bằng cách bạn phải thu thập mấy kia file Hospital File nằm trong cái khu bệnh viện này. Nó có liên quan mật thiết đến The Witcher đấy. Xe game lại chúng ta sẽ nhập với hai thằng Wright. Đâu rồi, xuất hiện dùng cái.
The hospital fight. Hai con Ryan gọi là mạnh lắm về thực tế. Sức mạnh của tao giờ quá ghê. Xe updates là Moratum cũng can thiệp đến một quest nữa có tên là Merelatin Hurt hay gì đó quên tên rồi. Nói chung thế thì chi tiết về quest đó mình sẽ kể sau khi chúng ta đến các phase quest của quest đó. Bây giờ chúng ta tập trung vào quest Inclaw Madness. They needn't have added. Those here were innocents and I. Ok. Cứ băng qua đi vì ở đây nó sẽ ơi. Cái lửa sẽ tắt khi tôi đi ngang qua. Chào anh bạn. Hồn ma bóng quế. Có hồn ma khá là lạ ở đây. Mình sẽ chỉ các bạn. Còn nếu có quest gì liên quan mà mình không phá ra được thì các bạn cứ nhớ chỉ mình. Nhảy xuống. Đua phá ngay với con Wright. Thực sự việc mình chui trong cái hố này đánh nhau con này tức là khá nguy hiểm vì Cry hay đi theo một cặp, nghĩa là thôi mình vẫn còn một con nữa. Quả nhiên. Ok, tí nữa thì tòi. Nhận được Rai Trophy rồi, ngon. Tìm hệ, nhặt hết tất cả món item trong khu này các bạn ạ. Rồi, ok, đi tiếp. Deserve to suffer for the pain of the guilt. Help in this medicine. Đó, con ma đây nè. Con ma ngồi đây không hiểu sao nó lại có khẩn, mình lại có quyền Esmin nó. Phần check nó thì mình nghĩ chắc nó có liên quan gì đó nhưng mà thôi kệ đi. Go away. Lee. Control yourself. It's not my fault. It wasn't me, not me. What's not your fault? Fire. Fire everywhere. Gặp phải thằng đâm này nữa. Từ từ chúng ta sẽ đi kiếm thuốc cho thằng này uống rồi nó sẽ bình tĩnh kể lại cho chúng ta mọi chuyện. Giờ này hay bị lập. Find some medicine, sedative. Go away. Go away. Rồi. Chết mày. Ui, còn tia máu rồi, bình tĩnh đi bố ơi. Yo, ngon. Còn một con đằng sau nữa mình nhớ như vậy. Bà đã nhặt đồ đã, nhặt được không? Vê lù. Ok, bắt đầu. Ném lửa bom đi. Chết, dính lửa mọi người rồi, đang mất dần máu. No. À, ngon. Đi rồi. Fuck. No, đừng, không, chuyện này không thế nào. Fuck. Là bình tĩnh. Sau chuyện này chúng ta học được một bài học. Đừng có liệng lựu đạn hay bom ở trong khu phòng, ở căn phòng chúng ta đang đứng. Go away. What's going on? Where am I? Easy. Rupert asked me to find you. Rupert lives. Listen, you and your friend. I don't get it yet, but you aren't telling the truth. That's painfully apparent. This place seems to have a very dark past, one you had a hand in. Do you understand me? Yes.
Great. So now you can tell me the story and don't skip a thing. Story? There's always a story, Gridley. Spit it out. We're former soldiers. You're gonna look at Eden during one of the wars with Nilfgaard, times long past. I was Rupert's adjutant in the field hospital that our unit set up in this manor house. We didn't at all mind who lived here. In fact, the inmates were friendly. At the outset, that is. One day, our scouts captured a Nilfgaardian. He was desperate to win his freedom and claimed he was part of a detachment that had concealed the booty looted in Eden. We couldn't believe our fortune. Thought the gods had smiled upon us. We'd heard incredible tales of this treasure, questioned any black one we'd captured. It seemed all our efforts would finally be rewarded. We decided to make him talk. By torturing him? Our commander wanted to break him on the wheel, but Rupert said he knew a better way. There's a local herb. If you brew and drink it, you can only tell the truth. The commander interrogated the prisoner, drawing a map in the process. Bye-bye. And we celebrated. Talked of how we would divide the treasure. We took ever greater liberties with the patients. The priest looking after them began to protest, and one of our boys split his head open. Nice, Gridley. Keep talking and I just might let you go alive. Hi, hi. What happened next? Like, yeah, sounds like be armor, right? Where the treasure was hidden. The commander had him quartered in front of the lunatics. They'd shown signs of madness before. When they smelled blood, well, we could not control them. Many we simply had to cut down. I don't even know how the fire broke out. Any of the patients survive? A young woman we managed to pull from the burning building. She was nice, quiet, and willing. Two nights later, she slit our commander's throat, and that was all we saw. Uh-huh. And of the map, of course. The war was ongoing, and shifting fronts forced us to abandon our search for her soon after. And here you are, back after many years. Really think you can still find her around here? Life's not treated me well since then, and Rupert's had it even worse. This is our chance to reverse our fortunes. Fate smiled upon us once. Perhaps by some strange chance, it still holds us in favor. I wouldn't count on that. I think we're dealing with one heavy curse here. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi là tìm cái xác của thằng cha. Hồi ma đám ở đây. Ok, thằng cha đó, chúng ta đi thẳng vào bên trong. Gặp nó xử liền. Đâu rồi? Đây rồi, nói chuyện với nó. Nó sẽ yêu cầu hai con mắt. Hai cặp mắt, hai trái tim. What do you want, Spectre? Their deaths? 2 of 20 return when none remains. Yet one shall judge them. If he is merciful, he will feed them to the dead. If he is cruel, he will grant them what they came for. A prophecy. I should have expected as much. Bring me their hearts, so I may feast on their cowardice. Đó, bạn chọn cách nào cũng được. So I may spit in them before they are forever extinguished. Is that your offer? Fine. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi ra, quay ra nói chuyện với thằng cha bạn của thằng cha bạn chúng ta vừa cứu. Các bạn bây giờ trước khi nói chuyện với ông, bạn hãy nhớ save game lại. Vì bạn phải lựa chọn một trong hai thứ. Một là giao hai thằng cha đó cho con ma này để nó xử lý. Hai là giúp hai thằng cha đó được giải thoát. Thoát khỏi con ma bằng cách đánh bại con ma luôn. Chi tiết sẽ đây. I met the Nilfgaardian's ghost. Let's find your comrade.
Gridley, you live. What happened down there? I found the ghost of the Emperor's soldier. You're the Witcher. Get rid of it. Khúc này là khúc các bạn buộc phải lựa chọn giữa việc lựa chọn trên hoặc lựa chọn dưới. Lựa chọn trên thì cho phép các bạn giao hai thằng này cho con ma và để cho nó tự xử lý gì nó muốn làm. Thứ hai là cảnh báo nó rằng hai con ma đang muốn giết hai đứa đó. Hai thằng kia sẽ khuyên bạn nên lấy lòng heo, tim heo và mắt lợn để mà giao cho con ma để lừa nó. Nhưng con ma chắc chắn sẽ nhận ra và bạn chiến đấu với nó, giết chết nó. Thế là xong. Đoạn kết, bạn có quyền được lựa chọn là giao hai thằng đó cho Lurido hay là giải thoát cho nó. Rồi, tiếp tục. Bạn mình chọn cái trên trước là giao hai thằng này cho nó, cho con ma. Rồi. Đó, dụ nó vào. Who do I see? Remember me? Mặt biểu cảm vãi. Remember how I was hai thằng này đúng là. Bit by bit. Remember what you did with the people of this house. You deceived us. Crimes require punishment, and only retribution can lift the curse. I leave them to you. I need you no more. Let the feast begin, boys. Trông thô vãi. Xong. Thế thì xong quest. Trong căn phòng này có một cái hòm đồ. Các bạn có thể nhặt được hộp đồ. Nhặt được hot special file 4 hay 5, 6 gì đó ở đây. Bây giờ chúng ta mình sẽ chỉ các bạn đường tắt để đi lên trên. Dù thằng kia, cha kia hứa là đi khỏi đây và mang lời nguyền ra đi, nhưng mà xung quanh nghe một tiếng của mấy con ma gào thét liên hồi. Chật. Éo biết giữ lời cái thằng này. Ấy lộn đường. Thì với sự chọn này sẽ là chúng ta sẽ giao luôn hai thằng đó cho con ma. Con ma tự giải quyết làm gì thì làm. Giải quyết xong chúng ta nhặt được cái công thức rèn kiếm nữa của Switcher cho người của thằng thằng cha đứng ngoài ấy. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ làm lựa chọn thứ hai. Brought you here to the scene of the crime. It'll lift the curse in return for you. By the gods, you'll not help him, will you? The ghost wants your hearts and your eyes. Gods, you must trick him. Surely you know a way. I could pull the hearts out of some necker. Bây giờ chúng ta sẽ dùng lựa chọn thứ hai, đó là báo cho cảnh báo cho hai đứa này về việc cái con ma muốn hai đứa này chết. For some pig's eyes and hearts, anything. You'll not send us. Thằng cha kia sẽ đề nghị bạn lấy tim heo mắt lợn giao cho con ma. Nhưng bạn cũng có thể dùng mắt necker, tim necker để làm cũng được, nhưng mà tốt nhất cứ làm chim lợn chứ, mà mắt lợn với tim lợn chắc giống người hơn, thì tốt cho mình ra lấy cho chắc. Còn con đường về nhà, con đường đi về thành phố chắc bạn cũng biết rồi nhỉ. They deserve to suffer. They deserve to suffer. They deserve to suffer. Nói vậy chứ ra thì nghĩa vụ dắt các bạn về nhà là nghĩa vụ của mình. Con rừng, khu rừng này nếu không quen đi dễ lạc lắm. Đã nó chân thôi nhiều chuyện. Nói chung á, các bạn đi từ hướng này đi thẳng tới thì bạn sẽ có thể đi đến khu về nhà. Nói chung bạn cứ men theo bức tường là đi được thôi. Rồi đến nơi Frostam rồi thì bạn đi đến cái hẻm này, gặp thằng cha bán thịt, nói chuyện với lão, mua đồ, mua hai trái tim, mua bốn con mắt, rồi quay về chỗ cái bệnh viện nói chuyện với thằng ma. Hungry? A fresh meat from some piglets I slaughtered yesterday.
There's also some beef and some venison from the elves. You'll not find better meat for miles. I need 2 pig hearts and 2 pairs of eyes. What do you need those for? For the needy and hungry. Oh, right. Not my concern. Folks say all kinds of things about witches, but I expect you know that already. Yeah, and most of what they say is true. Aye. 2 hearts and 2 pairs of eyes. I needn't know anything more. 2 hearts? 2 eyes? À, mình có 2 con mắt rồi, khỏi. Nói chung là thế. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay về với chỗ thằng Jack. Đến nơi rồi thì bạn chui xuống. Mình dạy chỉ các bạn đường tắt, đi thẳng xuống dưới, gặp con ma nói chuyện với nó. Ở đây này, nếu các bạn chui đi ngang qua đây thì cái cửa sẽ sập trước. Rồi nói chuyện với nó đi. Nhớ sell game trước khi nói chuyện với nó. Mặc dù nó sẽ sell định, nhưng mà tốt nhất cứ sell trước đi bạn. Once I give you what I've brought, you'll release your hold on this place. Not so fast, Witcher. I want a pact. I want you to swear on this curse. Then keep your word, or your lust for revenge will go unsatisfied forever. I'll trust you. Let shadows withdraw into darkness. Let madness be soothed. Let what has died be buried. Let this place that was cursed be so no more. Now, give me what you've brought. Rồi, đưa cho hắn. Hắn nhận ra ngay là bị lừa. The dead cannot be deceived. You sought to rob me of my revenge, dog. You shall share the fate of those thieves. À, đâu nó cũng khá đơn giản. Chỉ cả đừng có lộn mèo lung tung rồi dính trưởng rồi. Bạn có thể đặt bẫy đi bạn muốn. Ngon ra đây, ngon ra đây. Ngon. Xong. Bây giờ thì bạn nhập cho người thời gian này sẽ thấy được cũng có file hospital file 4. Ở đây thì cũng có hospital file 4. Nói chung là bằng cách nào thì bạn cũng sẽ lấy được hospital file 4 thôi. Bây giờ thì trở lên trên đây lại nói chuyện với thầy 2 thằng trai trên kia. Một lần nữa bạn sẽ có 2 lựa chọn. Một là mang 2 thằng trai đó đến chỗ thằng trai Lurido để thằng trai Lurido giải quyết. Hai là thả hai đứa đi, nhưng hai đứa chết tiệt đó đáng bị trừng phạt nên mình vẫn khuyên cáo mang đến Lurido. Dù gì thì mình vẫn thích cái kết thúc là con ma báo thù hơn. I destroyed the Nilfgaardian soldier's goat. Thật ra bạn cũng có một lựa chọn nữa là tự tay giết thằng này. I've lifted the curse, but the perpetrators must be punished. What are you going to do? I'll take you to Lurido. Let him pass judgment. No, not him. Just not him. We'll not go anywhere. Shut up. Shut up. Halt! Who you got there? Murderers. Lurido needs to judge them. Get out of here. Look at him acting like a constable. Guests? How nice. Bring him to me. We shall talk about the good old days. Yeah. Velo. Thế là xong, chúng ta xong luôn web Inclos Madness. Nhưng theo các game mình vẫn thích cái end đầu hơn. Cho con ma xử lý 2 thằng đó rồi mình nhặt được thêm cái công thức rèn kiếm của Witcher. Rồi bây giờ mình đi tiếp. Chúng ta sẽ thực hiện quest Malina.
quest của một cái bà mà bị hai mấy thằng đám lính nghi ngờ là dụ là lính của họ chui vào trong hang. Quest này về cơ bản thì bà con mụ đó chính là gián điệp của Iovet, chuẩn thôi. Thì chúng ta đi xuống hang kiểm tra xem có chuyện gì xảy ra ở dưới. Thì đúng, hai người lính đó bị dụ rồi đó và bị bắn chết bằng cung tên của chủng F, tức là người của Iovet. Thì khi ra ngoài chúng ta có hai sự lựa chọn. Một là nói thật cho mấy thằng lính biết thì con mụ đó sẽ gọi người ra tấn công. Hai là nói dối thì con mụ sẽ hẹn chúng ta ra suối nói chuyện. Cảm ơn lắm, nhưng mà anh biết nhiều quá, mà người dự bí mật tốt nhất chỉ có là cái xác, thế lại gọi người ra đánh. Tức là kiểu gì bạn phải đánh nhau với bọn F thôi, nhưng mà cái nào tốn thời gian hơn thì bạn vậy, tốn thời gian hơn tùy ý của bạn, mà thích nào thì lấy. Nhưng nên nhớ trong đó thì con cuộc nói chuyện đó thì còn có hai kiểu. Trong cuộc nói chuyện ép cô ta là thừa nhận mình là tay sai của Yvette thì còn có hai kiểu. Một là tin cô ta là có lý do riêng, và không tin cô ta, tin cô ta thì cô ta sẽ dẫn ra chỗ lạ trong một cái hẻm nhỏ và vẫn bị gọi người ra đánh. Nói chung là thế. Bây giờ chúng ta sẽ mò đến chỗ của Malina. Well, I'll be... up, lads. Not long to the end of our shift. My legs hurt. Your ass will too. Watch it. It's a bloody witch. A fine mess you have here. Ơi, đi thẳng ra cảng, rẽ tay trái. Chỗ cái hang đầu tiên mình có chỉ các bạn kiếm ít tiền đấy. Thằng kia, cha kia chặt thịt từ suốt ngày đầu tháng. Kể từ lúc mình chơi đến giờ là gần cả tuần, là 2 tuần, 3 tuần rồi. Thịt lấy đồ ra không biết nữa. Cái mình. Rồi. Bên dưới có khá đông necker nên các bạn cẩn thận và chuẩn bị sẵn công cụ nhé. Chúng ta sẽ truy theo dấu vết máu của hai thằng lính bị chết. Cho nên hãy chuẩn bị Boson Cat để nhìn máu dễ hơn nhé. Chế chút thuốc nào. Vấn đề là khi bạn chế thuốc thì bạn phải chú ý mình hay dùng loại thuốc nào, chứ chế nhiều ra chỉ tổ phí. Mình thì chế ra ít cat và ít bom là được rồi, tại vì số đông bọn necker trong hang đánh theo số đông nên dùng bom hiệu quả. Còn một cái tip nữa là nếu như bạn có hội cộng ability cho mình, cho bản thân bạn á, thì bạn nên cố gắng nâng cao cái ability là giảm sát thương khi bị đánh sau lưng của Witcher, vì bạn đang ở trong một nơi mà bị quái vật vây xung quanh thì bị đánh sau lưng tăng gấp 200% sức đánh của đối thủ, sát thương đối thủ gây ra thì mệt lắm. Rồi tụi con đâu rồi, đây bố gặp coi. Cái Weston vẫn còn tác dụng tốt. Rồi. Come on baby. Rồi, ok. Đập theo cách của bạn. Hãy đập theo cách của bạn. Ở đây là bọn nó hay đánh dồn theo số đông, bọn cứ lượm bom như thế hết. Ừ.
Xong. Tao quá giỏi và tao quá ngầu. Bây giờ chờ tí cho nó khô người để nhặt tí đồ cho sướng. Rồi bây giờ uống miếng thuốc ấy nhầm. Trời ơi, uống miếng cat để làm gì? Để vì chúng ta đang cần theo dấu vết máu dưới đất của hai thằng lính bị chết, cho nên bây giờ chúng ta sẽ uống cat để nó highlight cái vết máu dưới đất để đi cho tìm cho dễ. Sau lưng ngầu nhưng tại sao mày để đứng im? Theo vết máu Scoia'tael arrows, this is pretty clear. Kiểm tra hai lần này bạn sẽ biết được là Scoia'tael đang là người xử lý. Quá rõ ràng là con kia đã làm gì. Bây giờ quay ra nói chuyện. Coi nào. Bây giờ chúng ta quay lại kia, nhớ save game để chọn được cái end phù hợp cho mình nhé. Cái end quest phù hợp. Các bạn có thể ngồi thiền ngay tại chỗ này để mà làm cho hết hiệu quả hiệu ứng của cái poison cat, nhưng mà tôi kệ đi. Rồi, xem nghe tại đây rồi chút nữa con ra nói chuyện với nó. Đoạn này mình sẽ lấy chọn câu trả lời đội thứ hai. Nó thật tụi nó. They're dead, riddled with arrows. I know nothing about that. What do you think, Witcher? Seems like two soldiers wandered into the cave, maybe to drive away monsters, but just because somebody convinced them to go. I don't know how many monsters they managed to kill, but I do know who got them. Scoia'tael. Bollocks. Ooh. Last I recall, Neckers don't know how to use bows. Hi, lads! Bây giờ chúng ta sẽ chọn tin lời của mụ này. No! I'll tell you everything! Just don't kill me, please! Speak. You need to see this. Đồng ý với tin tưởng nó, tin nó. Thì lead on, thì chọn lead on. Tức là để cho con bà ta dẫn đường. Chính bà sẽ dụ chúng ta ra chỗ đột bỏ ra đột kích bất ngờ. Và lưu ý khúc này, quest này bạn nên để lưu ý điều này, đó là khi bạn mà bạn đã mà tấn công đột ngột, bạn mà kịp giết hết tất cả, bạn mà giết hết tất cả bọn Scoia'tael trước khi bạn đã kịp giết bất cứ người lính nào, thì số tiền bạn sẽ nhận được cao hơn. Tức là số tiền nhận được từ quest này sẽ tùy thuộc vào
số lính còn sống. Đi chậm thêm em á. Ôi, ta nhìn xuyên tường được đó. Là ta trả súng hữu đột. Rồi bây giờ là thái gì hết. Come on baby. Bloody squirrels. Thanks for the help, Witcher. Here's your orange. You're coming with us, bitch. You shouldn't have left Dimitri, stupid whore. Death awaits you all. Curse you, Dwan. Dwan. Nói chung là thế. Bây giờ ta đi thôi. Đây là sự chọn. Nói thật cho bạn lính nghe. Bây giờ chúng ta sẽ chọn end khác là nói dối cho con mụ đó. Rồi nó đi nào. Find anything in there? Two soldiers. What happened to them? John, Munster killed them. They're dead. Half eaten, too. You sure? Their bodies are shredded like mincemeat. Any idea what happened? Seems something lured your patrol to the cave. Unfortunately, the soldiers weren't prepared for what they found and paid for that. Just like you can pay me now. Sure, sure. You've earned it. Hey. Có mụ hẹn chúng ta. You saved me, Witcher. Hẹn chúng ta ở cái thác nước mà chúng ta đã tìm thành phần để tạo ra Osmos Potion để đánh nhau với con Kiran đấy. Có mụ này sẽ hẹn chúng ta ở cái thác nước đó. You'll find me in the forest by the waterfall. Just remember, I won't wait forever. Bà thì chắc nhớ đường rồi đó. Dangerous. You can't go alone. We elves have our paths. Don't worry about me. Có mụ được lắm. Lúc đầu ta tự mình là tin tưởng nó. Chắc chắc. Thôi được rồi, thẳng tiến đến thác. Rồi, đây chính là cái thác nước mà con mụ đang chờ. Ôi chà. Nói chung là vụ lần này chúng ta là nó chịu nó. Nó sẽ gọi ít người ra đánh chúng ta. Ném 2-3 trái bom nó chết. Rồi đuổi theo con mụ này giết chết hoặc giao nó cho Lurido. Tùy ý kiến của bạn. Hoặc tha cho nó sống cũng được. I know. I found the arrows. Exactly. You know too much. And only corpses keep their secrets. Vãi. Keep their secret. Secret. Rồi đợi tí bằng sắc kè thì sắc coi theo chú ra lên. Bạn này khá đơn giản, liệu 2-3 trăm bằng nó chết một loạt. Bạn thấy còn cái thể nhận kiếm của bọn Skytel, mặc định bọn Skytel sẽ thả ra cái kiếm có một sẵn một lỗ để nhét ngọc. Ok, bây giờ chúng ta ở trên là hơi đầy quá. Ok. Thôi bảo bớt rồi, nói chung là vừa đủ di chuyển được rồi. Bây giờ chúng ta cần tìm cái con mụ Malina đó để nói chuyện. Rồi, con mụ đó bây giờ đang trốn ở cái khu bệnh viện ma lúc nãy chúng ta vừa giải quyết cái quest Inclaw Madness ấy. Đường ra đó cũng dễ thôi, các bạn đi men theo phía bên này của rừng ok. Mi đâu rồi em yêu? Cẩn thận dậm, ở khu này thì tự dưng có rất chị ư là nhiều bẫy, các bạn cẩn thận. Đó, ê. Nói chung là thế, ok kìa. Xe game lại. Mercy. Away with you. Nói chung tha thứ cho bà trước. Tha thứ đại đi, sao chẳng đáng yêu. Kệ, ta chẳng ưa giết phụ nữ lắm. Rồi, thế là end quest. Quest gì mà có bấy nhiêu. Thôi được rồi.
Xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở tập 2, ở tập 8. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và quan tâm đến video Walkthrough The Witcher 2. Hãy sub và like nhiệt tình nếu các bạn cảm thấy video này hay và xứng đáng điều đó. Tiện tay các bạn có thể tham like Facebook của mình và hãy nhớ là xem qua video Walkthrough Dark Souls và series The Witcher 2 của mình nhé. Chào các bạn. Bây giờ chúng ta nếu như bạn còn nhớ thì lần trước chúng ta đã kích hoạt quest Troll Trouble từ F2 hay F3 gì đó mình quên rồi. Thì bây giờ